Đây các bạn nhìn cái cấu trúc cơ nó này, nó cháy nó đây này. Nó có cái ngấn này này. Đây không biết các bạn đã làm với cái trường hợp này các bạn đã làm chưa? Các bạn nhá, trường hợp này là phải đóng ngược. Đóng ngược này. Đấy. Lại tiếp tục sửa máy D8 đây các bạn. Tình hình là con này là ấy rồi đây. Con này là vừa rồi nghe chú bảo là hơi bị căng. Hỏng nặng rồi các bạn. Xem nào. Thôi thế được rồi. Thì như thế này nhé các bạn, về chú bảo là con này là đang chạy xong rồi nó ra khói được cái lỗ này này. Nó khói khói được cái ống thở đây. Này. Cái ống thở đây. Ở đây là họ cứ câu cái ống này vào để dốc máy cho nó nhớt nó đỡ ra đây này. Đấy ra khói xong thì vừa chú kể vừa là thay đôi bạc biên rồi, gọi người đến thay hộ một đôi bạc biên rồi. Thì thay đôi bạc biên, cái bạc biên ấy vất đi rồi chứ. Thay đôi bạc biên đấy rồi nhưng mà xong này nó nên chạy được khoảng cỡ một tiếng đồng hồ thì nó lại phọt khoái là nó chết máy. Thế chết máy xong rồi rồi chú lại nổ được, chú lại chạy về được. Lại nổ được chạy về. Thì trường hợp này thì khả năng mình đoán là con này là đi trục cơ rồi các bạn. Chứ giá kể mà không nổ cố nên thì không hỏng trục cơ. Con này đi trục cơ rồi. Thì đấy mình tháo ra xem nào, xem có đúng không nhá. 100% rồi. Con này đi trục cơ 100% rồi các bạn. Đấy nói đi trục cơ là đi trục cơ thôi chứ không người chạy đâu được nữa này. Tá đã biết rồi chứ. Tá đã biết là đi trục cơ rồi các bạn, nhìn này, trục cơ này. Nhìn thấy chưa? Tím đen rồi, có gờ ngấn rồi các bạn nhé. Đấy, nói cái kiểu riêng bó biên này là nổ cố là đi ngay các bạn. Nhưng mà con này thì nó lại không chết hẳn. Kiểu là nó vẫn còn nổ, nó nổ được, đâm ra là bà con là cứ hay là thấy nó không nổ là cứ quay nổ thôi. Rồi, mình lại tiếp tục thay trục cơ con này rồi. Các bạn nhé. Đây chứ các bạn ơi, cái trường hợp này đây này, như hôm nọ mình báo rồi này. Cái trường hợp mà nó hỏng trục cơ mà nó không liên quan đến hơi nhá. Thì bây giờ để mà tháo được cái trục cơ này ra mà không cần phải tháo hơi đấy. Thì các bạn phải tháo hai cái quả đối trọng này ra. Đây tháo hai cái quả đối trọng này ra nhá. Đây này. Đấy các bạn thấy chưa, hai quả đối trọng đấy. Rồi tối hiệp lấy đèn pin nhé. Không cần đây này. Thế nhá các bạn nhá, mình chỉ nói qua như thế nhá. Các bạn cứ tháo hai con ốc này ra, tháo hai quả đối trọng ra, thế là hơi là cứ để nguyên thôi. Bởi vì hơi qua không liên quan, cứ để vẫn nổ bình thường thì mình cứ hỏng đâu sửa đấy. Đây là cái kiểu hỏng đâu sửa đấy. Chứ không phải là đại tu toàn bộ thì tháo hết rồi thì nó lại một đằng khác các bạn nhá. Thì đây là hỏng trục cơ thì mình thay trục cơ thôi. Đấy các bạn này, mình tháo rồi đã nhá. Đây các bạn ơi, hai quả đối trọng mình tháo rồi đây này. Đây nhá, các bạn chưa làm bao giờ đấy, các bạn làm nhiều rồi thì mình không nói, nhưng mà các bạn nào mà chưa làm bao giờ này phải để ý này. Ví dụ như trước khi mình tháo ra, cái tốt nhất là các bạn đánh dấu nó vào cái bên trái, cái bên bánh đà là ở bên bánh đà, cái bên nào ở nguyên bên đấy, xong mình đánh dấu ở bên trong nhá. Còn có cái loại là nó có hai cái lỗ này, đây này, đối trọng nào nó cũng có hai cái lỗ thì hai lỗ này nó quay bên trong, hai cái lỗ này nó quay vào với nhau nhá. À, đấy như thế này này. Thế tôi còn cho dù có đảo chiều thì mình cũng xoay như này. Đấy, xoay cái lỗ này nó vào bên trong là được nhé. Thế thôi, mà cứ tốt nhất là các bạn cứ chưa quen là các bạn đánh dấu nó vào là tốt nhất, an toàn nhất. Đấy các bạn ơi, đây này, trục cơ đây này.
mình tháo ra rồi nhá, thấy chưa các bạn, thấy chưa, không cần vì không cần vì tháo hơi đâu nhá, tay biên vẫn cứ để thế kia thôi. Đây các bạn nhìn cái cổ trục cơ nó này, nó cháy nó đây này, nó có cái ngấn này này, tím đen vào rồi xước rồi đấy. Còn trong trường hợp là kể cả là nó vẫn còn bóng nhá, nhưng mà khi nó đã có một cái ngấn ở đây rồi là trục cơ bị mòn đây này, có ngấn ít là mòn ít đấy. Thì sao nào? Đấy các bạn kiểm tra bi cơ, nếu mà dơ thì kém thì cũng thay luôn, còn nếu mà không vấn đề gì thì thôi. Đây các bạn ơi, có khi mình tiện đây là mình thay luôn cho chú bộ xi măng các bạn nhá. Đây không biết các bạn đã làm với cái trường hợp này, các bạn đã làm chưa không biết. Các bạn ơi, mình tháo piston ngược này. Mình tháo bên trong này, tí nó chốc nó mình nắp ngược vào đằng này thôi nhá. Mình không muốn tháo cái mặt quy nát kia ra nhá. Thôi chú đi mua đồ đi. Đây các bạn ơi, xong rồi đây. Tình hình vệ sinh cũng vệ sinh đã là xong hết rồi. Đây đồ đạc này mình đã vệ sinh xong rồi nhá, sạch sẽ rồi. Trong máy mình cũng đã vệ sinh rất là sạch nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Làm nó phải làm máy thì nó phải thế này, nó phải sạch sẽ nhá. Rửa ráy thật sạch bên trong đi. Lau chùi sạch sẽ đi. Thế xong rồi mới lắp ráp được nhá, tránh tình trạng cát. Đấy các bạn thấy thế này đã được chưa? Vệ sinh sạch cần là tất cả là sạch rồi. Đấy, chốc nữa thì mình sẽ tí nữa đồ về là mình sẽ thay xác măng này. Đấy, xong rồi thay cái trục cơ kia, trục cơ với bi đây. Đấy, sẽ thay mới cho chú. Thế nhá các bạn chờ mình nhé, chờ đồ về đã, giờ đồ chưa về. Đây, đồ về đây rồi. Vừa lúc vệ sinh xong thì đồ về. Hôm nay là cũng tiêu khá rồi đấy chú. Đúng. Hỏng nặng quá. 750 tất cả. Trục cơ, bi cơ, xác măng, nhớt 750 thế cũng được. Chuẩn chỉ này 750. Các bạn ơi, bi mà trong buồng máy thì cậy hai cái phớt của nó ra nhé, những cái nắp phớt này cậy ra, xong rồi lại tiếp tục luộc các bạn nhé, cho lên bếp ga luộc. Đấy là ở nhà, còn nếu trong trường hợp ấy các bạn kê lên xong rồi cho rỉ bên dưới đốt cho nó ra nhiệt, cho nó lở ra đấy, thì mình không phải đóng là nó, nhưng mà luộc nhiệt độ bằng nước là chuẩn nhất nhé, nó bền chú. Luộc cho vào bếp ga cho nước ngập cao hơn lên bi cao này, cho sôi to ga này, cho nó sôi đội này khoảng cỡ 5-10 phút.
đây nhá các bạn, đây này, đây luộc bi rồi, đây bi luộc đây phải mang vào bếp này, đấy các bạn nhá, đây nước đang sôi này các bạn. Cái này phải búa quá thêm rồi các bạn. Các bạn chờ mình nhé, một tay không làm được đâu. Rồi, đây rồi các bạn, xong rồi nhá. Đóng bi cơ xong rồi đây. Thì cứ để hãng còn nóng lắm. Để cho nó nguội đã. Rồi, bây giờ đi đóng ấy trước các bạn, đóng xếp măng vào trước đây này. Hôm nay làm kiểu mới đây các bạn, đã làm kiểu này bao giờ chưa? Đây là các bạn nhá, trường hợp này là phải đóng ngược. Đóng ngược này. Đấy. Đóng ngược thôi, đây các bạn nhìn này. Vâng. Chú mở áp rồi nhá, nhưng phải mở áp rồi đấy. Đấy. Rồi. Cứ mở áp đây cho nó được. Đấy các bạn thấy giờ xong rồi nhá, đấy. Rồi chú bỏ ra thôi. Thế thôi. Thế là ok rồi, bắt đầu. Được rồi, thôi hãng các bạn ơi, để nổ cái đó, nổ để đồ cứ để đây để nó gì thì còn tháo tiếp, tháo luôn. Để nổ một nút nó chết điên là chết ngay. Quái ra đèn xì cơ. Quái ra đây, nếu mà nó chết điên là nó quái. Một nút là nó quái. Đúng rồi. Thế là ngon, là tiếng ngon lắm. Rồi, giờ thế là được rồi, tàu nổ tầm nay là được rồi. Nó chết là chết ngay. Các bạn nhá. Chào các bạn nhá.